Xin chào tất cả phụ huynh và cũng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa tới lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung, trang 61. Bài số 1, đặc tính đồ tính. Rồi, thầy tận dụng ở đây luôn ha, tận dụng ở chỗ này, chúng ta sẽ làm đây luôn. Phép cộng và phép trừ, chúng ta nhớ chúng ta sẽ đặt cái dấu phải thẳng hàng nhau. Nhớ nha, dấu cộng và dấu trừ chúng ta nhớ đặt dấu phải thẳng hàng nhau. Còn dấu nhân thì khi mà đặt chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái cuối cùng thôi. Rồi chúng ta bắt đầu. Cái này ở đây. Cố gắng làm cho đủ đủ ha, sợ thiếu đấy. 3 7 5 phải 86. Rồi dấu phải thẳng hàng nè, đánh luôn cũng được, được đánh luôn dấu phải. Như vậy đây là 05, đây là 29, được không? Đó, đây là dấu cộng, rồi thậm chí chúng ta đánh dấu luôn dấu phải đi, sẵn đây luôn trước cũng được, tại vì dấu phải thẳng hàng nhau. Rồi, dấu phải thẳng hàng nhau, chúng ta đánh luôn dấu phải luôn trước đó luôn cũng được, không sao. Dấu trừ lấy nét lát nữa chúng ta làm dấu trừ, chúng ta cũng đánh luôn dấu phải cũng vậy cũng được luôn. 6 ta trừ 6 ta cộng 5 là 11. Viết 1 tôi nhớ 1. 8 1 9. Rồi dấu phải chúng ta đã đặt luôn rồi. 5 với 4 là 5 với 9 là 14. 4 tôi nhớ 1. 7 2 9 10 không nhớ 1. 4. Rồi, dấu phải đánh luôn rồi. Rồi, câu B. Tám mươi phải 475 trừ cho đánh dấu phải luôn 26 827 trừ và cộng chúng ta đều đánh dấu phải trước cũng ok, không vấn đề gì. Được, đánh dấu phải trước chứ không để chút nó quay, nhiều khi đâm quay đánh dấu phải là sai. 5 ta trừ 7 không được, ta lấy 15, 15 ta trừ 7 được 8, trả 1, 2, 1, 3, 7 ta trừ 3 được 4, 4 ta trừ cho 8 được, ta lấy 14, ta trừ 8 được 6, 6 trả 1, 6, 1, 7, 10 trừ 7 được 3, 3 trả 1, 2, 3, 8 trừ 3 là 5. Nha, dấu phải chúng ta đã đánh rồi. Nha, đánh rồi. Bài C, nhân. Nhân thì khi đó chúng ta không cần quan tâm tới dấu phải đặt thẳng hàng. 48 phải 16 nhân cho 3,4. Chúng ta đặt thẳng hàng bên tay tay phải. Bốn nhân sáu là 24, viết 4 ta nhớ 2. 414, 6. 48, 32, viết 2 ta nhớ 3. 44, 16. 16 với lại 3 là 19. 36, 18, viết 8 ta nhớ 1. 3, 1, 3, 4. 38, 24, viết 4 ta nhớ 2. 3, 4, 12, 14. Chúng ta cộng lại. 4 14 viết 4 ta nhớ 1. 6 7 9 13 viết 3 ta nhớ 1. 5 6 1. Rồi, chúng ta đếm nè. Phép nhân chúng ta lấy cái dấu phải nó khác với lại phép trừ và phép cộng. Đây là hai dấu phải. Đây là sao dấu phải hai số chứ quên. Xin lỗi. Sao dấu phải hai số. Sao dấu phải một số, như là 2 cộng 1 là bằng 3. 1, 2, 3. Đánh dấu phải. Bài số 2 tính nhẩm. Nhân. Nhân là cái dấu phải này, chúng ta sẽ chuyển qua bên này. Được không? Nhân một số
Nhân cho 10 là một số 0, chúng ta chuyển một số. Chuyển qua bên này là 78,2,9. Còn nhân 0,1 nó là chia cho 10 đó. À, cái này chính là chia cho 10. Cái này, à, nhân 10 thì chúng ta chuyển qua này. Mà nhân 0,1 rồi chúng ta lại chuyển qua bên này. Chứ phải chúng ta chuyển qua bên này. Được không? Sau với phải một số chúng ta sẽ chuyển một số. Như là 7,829. Nhân cho 100 hai số thì chúng ta sẽ chuyển qua bên này hai số. 1, 2. Thì là 2, 6, 5, 3, 0, 7. Chuyển qua ngay chỗ này thì đánh như phải đây. Được không? Rồi, cái này nhân cho 0,01 thì chúng ta lại chuyển qua bên này. Chứ phải nên chuyển qua bên này. Bây này là hai số đúng không? Thì chuyển qua đây. À, vậy là 2,65,307. À. Rồi bài này. Bài này chúng ta ngang cái bài ở trên ra chứ không để lộn xộn. Nhân cho 10 thì dấu phải chúng ta chuyển qua đây một số là 6,8. Nhân cho 0,1 là chính là chia cho 10. Chia cho 10 chúng ta dời qua bên này. Dời qua bên này là dời qua đây chứ phải phía trước. Mà không có số nào thì chúng ta buộc lòng thêm số 0 vô. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Mua 5 kg đường phải trả 38, phải... à quên. Đâu có phải đâu mà đọc phải. 38.500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền? Đọc lại cái đề này, mua 5 kg đường thì phải trả 38.500. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại thì phải trả ít hơn bao nhiêu tiền? Thì bây giờ cái bài này thì chúng ta sẽ quy về một đơn vị, rút về đơn vị, được không? Chúng ta sẽ lấy con số này chúng ta sẽ chia cho 5. Thì ra được 1 kg. 1 kg chúng ta sẽ nhân cho 3,5 nó được bao nhiêu ký? Được không? À, bao nhiêu tiền? 3,5 kg được bao nhiêu tiền? À, sau đó chúng ta sẽ lấy con số này chúng ta trừ cho cái này thì ra số tiền ít hơn. À, vậy ngay chỗ này thầy sẽ tận dụng ở trên để giải luôn ha. Rồi chúng ta sẽ tính ra 1 kg đường, số tiền mua 1 kg đường là số tiền mua 1 kg đường là về 38.500 đồng chia cho 5 bằng, bấm máy tính cho nhanh, 38.500 chia cho 5 7.700 đồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính mua 3,5 kg. Số tiền mua 3,5 kg là số tiền mua 3,5 kg đường là 7,700 nhân cho 3,5 bằng, chúng ta lấy máy tính thì bấm luôn ha,
nhân cho 3,5 bằng 29. 20 quanh 26 phải làm gì có phải, sao ở đây không tập trung người ta không tập trung. 26 950 đâu. Rồi, bây giờ tính số tiền trả ít hơn. Số tiền trả ít hơn là số tiền trả ít hơn là chúng là ta lấy là 38.500 đồng trừ cho 26.900 đồng, 950 đồng bằng, lấy máy tính thì bấm luôn cho rồi, đang không tập trung mà ngồi còn nhẩm nhẩm nữa xài. Như vậy là 11.000 đồng. Rồi đáp số ha, đáp số. Đáp số rồi ghi đây, đáp số. Bài số 4. Tính rồi so sánh giá trị A cộng B nhân cho C và A nhân C cộng B nhân C. Như vậy hai cái giá trị này cộng nhau. À, rồi thì chúng ta nhân cho C là 1,2. 4 cộng 8 là 12, viết 2 ra như 1. 3, 6, 7. Rồi chúng ta nhân cho 1,2. Rồi, cái này chúng ta thầy bấm máy tính này, 7,2. 7.2 nhân cho 1,2. 8 phải. 64. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy là gì? Cái này chúng ta nhân này, nha, cái này chúng ta nhân này là bao nhiêu? Là 2,4 nhân cho 3.8. Như vậy chỗ này là 9,12 cộng cho B nhân C. Ủa? Ôi, lại không tập trung nữa rồi. Không tập trung nữa. Cái này chúng ta A chúng ta nhân cho C nha, A nhân C chứ không phải là A nhân B, A nhân C. 1 2,4 chúng ta nhân cho 1.2. 2,88 cộng cho gì? 3,8 nhân 1.2, 3,8 nhân cho 1.2. 4,56. Rồi cộng hai cái này lại 2,88. Ủa sao hai cái kết quả này khác nhau ta? Thầy cộng nhầm chỗ này đâu. Bên này cộng với lại ấy không tập trung nên nhìn kỳ cục quá. Mệt thiệt. Thầy 6 nhân phải 7. Kết quả chỗ này đó là 744 cộng hai cái này là 7,44. Rồi cộng này coi, 5,712 với 2 là như 1. 6,289
9,2 chúng ta nhân cho 0,8 bằng 0,8 nhân cho 9,2 7,36. Rồi cái này chúng ta sẽ nhân 6,5 nhân cho 0,8 5,2 cộng cho 2,7 nhân cho 0,8 bằng 2,16 bằng cộng lại thì 36 này phải này 7,36. Như vậy nhận xét là gì? A cộng B đóng ngoặc lại nhân cho C bằng A nhân C cộng cho B nhân C. Đây gọi là tính chất phân phối. Phân phối như đây này, mà sau này chúng ta sẽ học. Vậy B tính bằng cách thuận tiện nhất. Thì người ta đã cho sẵn cái phép nhân, là người ta họ cho đây. Thì chúng ta áp dụng theo công thức này. Vậy cái này là bằng gì? Chúng ta lấy con xem này, con 9,3, 9,3 giống nhau này. Chúng ta đem ra ngoài. 9,3 đem ra ngoài. Nhân cho ở trong là 2 này cộng cộng lại là 6,7 cộng cho 3,3. Đó, bằng. Bây giờ 9,3 là chúng ta ghi lại này. Tức là nhân cho cái này cộng với nhau. 7, 3, 10, 6, 3, 9, 10. 6, 3, 9 là 10. Cái bằng là bằng 9, 3. Bài này. Bài này chúng ta thấy 0,35 với 0,35 giống nhau. Được không? Chúng ta sẽ làm y như cái bài phía trước. Giờ 0,35 chúng ta đem ra ngoài. Nhân cho ở trong là gì? 7,8 ta cộng cho 2,2. Nè. Vậy là 0,35. Cái này dấu bằng, thiếu dấu bằng. Cái này cộng lại 9, 10, như vậy nhân cho 10. Nhân cho 10 thì cái này là 3,5. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.